cho nó sửa mà nó làm nó mừng mình. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Sáng ra chị ăn cái gì ạ? Chị sáng ra ăn cereal nè cô chú, với sữa, với một ly sữa. Buổi sáng nay mình tiếp tục ăn salad hả mọi người? Con salad với mẹ không? Ừ, tôm. Nên là cô chú anh chị sáng nay thì Kim ăn cái salad tôm với sốt cocktail nè. Tôm sốt cocktail thì Kim chỉ để những cái rau salad tươi sống thôi mọi người. Có rau, dưa leo với lại cà rốt. Cái tôm này mình luộc á. Mời cô chú anh chị và các bạn dùng buổi sáng nha. Ăn xà lách. Hôm nay thứ năm là ngày người ta đổ rác nữa nè cô chú anh chị. Mấy cái anh Tây này cao to quá trời luôn hả cô chú anh chị. Chị giỏi nè, chị phụ mẹ nè cô chú ơi. Mẹ nè. Mẹ cái phi tô phụ. Ok. Ai cái gì? Trời ơi mà. Hôm nay người ta giao lò nướng tới nè cô chú anh chị. 3 ngày trước là người ta đã giao một cái lò nướng tới rồi đó. Nhưng mà khi mà mình mở, mình khui thùng ra đó, thì cái lò nướng nó móp méo, nó bung hết trơn luôn đó cô chú anh chị. Nó bằng thiết mà nó móp hết trơn. Xong rồi á, sau khi mà cái anh giao hàng bữa đó đi á, thì mình khui ra thì mình thấy nó móp, nó hư. Rồi mình gọi lại cho ảnh liền thì ảnh không có bắt máy. Chắc là ảnh cũng đã biết là cái này nó đã bị rớt và nó hư như vậy đó. Cho nên là ảnh không có bắt máy. Và mình gọi lên hãng thì hãng người ta xác nhận là sẽ gửi mail xác nhận cho mình trong vòng 48 tiếng. Nhưng mà trong vòng 48 tiếng người ta cũng không có gọi lại luôn cô chú anh chị. Thì Tony gọi lại thì nói là cả hơn một tuần rồi ở nhà không có lò nướng là phải đổi gấp liền. Thì hôm nay là người ta đem tới nè cô chú anh chị. Xong rồi mình gọi điện lên mình báo thì hôm nay người ta đem thêm cái khác đến đổi cho mình nè. Thì hôm nay người ta đem tới thì người ta khui thùng luôn để kiểm tra xem là ở bên trong nó có còn nguyên vẹn không đó cô chú anh chị. Rồi hai cái chú này nè đem những cái hộp xốp thùng cắt tông gì đó đem đi luôn cho mình. Cho nên là mình khỏi có cần dọn rác luôn đó cô chú anh chị. Đây cuối cùng là cái lò nướng mới này. Nó giống như cái cũ. Hôm bữa là cái kia mình mua là cái mặt này nó đen luôn. Chị thay đồ xong rồi nè cô chú. Hồi nãy giờ hai mẹ con vẽ cái mặt nạ cắt ra nè. Chị nó nói là nó muốn vô cho ba coi nè cô chú. Really? Really? Ba không thèm nhìn luôn chị. She's a lunatic. You think it's full enough, babe? Hi. Hello, Mum. Oh, babe, I've got so much to do. I'm drowning. Yeah. Yeah, every time I keep stopping, it means it just takes me longer to do. Rock, papers, this is Jew. Rock, papers, this is Jew. Rock, paper, scissors, shoot!
change your mind. Really? Rồi, đi chơi ha. Right, give me chút chút. Then you gotta go back to work. Oh. No, look, it's okay. Chị Chi hôm nay không có học. Cô chú bây giờ Chi nó đòi đi ra ngoài cái khu đất ở ngoài kia đó. Chị là đi ra ngoài khu đất ngoài kia thăm mấy cái bông thủy tiên hôm bữa mà mình đi đó cô chú anh chị. Hôm bữa đi thì nó chưa có nở. Nay Chi đòi đi thăm bông, coi có bông chưa. Muốn chụp hình hả? Có thấy gì đâu chụp hình trời. Rồi để mà chụp. Lại đây mẹ sửa lại cho, đẩy lên. Cô chú ơi, bây giờ Chi đi ra ngoài chơi nè cô chú. Dạ cô bà cô chú. Nói lớn lên xin chào ông bà cô chú. Chị cho cô bà cô chú. Xin chào cô chú anh chị nha. Bây giờ thì kia nhà Chi sẽ đi ra cái khu vườn phía sau này nè mọi người. Em Chi muốn đi ra thăm mấy cái bông thủy tiên coi hôm nay hoa đã nở chưa. Đi hả Chi ha. Hai cái cây hoa hồng này hôm bữa Kim mua nè, hồng leo á cô chú anh chị. Bữa nay nó đã lên rồi nè. Mốt sẽ cho nó bò lên cái dây này nè. Dạ. Cái gì mà la rùm vậy trời. Mẹ thấy rồi. Ừ đúng rồi, không có hái bông chi, nó nói đúng rồi đó. Ma, yesterday you said to me the kid is gonna get lost if I take it. Then mom and dad will be lost. Đúng rồi. Then mom and dad will be sad. Đúng rồi. Then... lần trước chi nó đòi hái bông á cô chú anh chị, xong Nguyệt Kim nói đừng có hái. Con mà hái một cái bông á là cái bông nó sẽ xa ba mẹ anh chị em á. Nó sẽ buồn lắm. Xong bữa nay Chi nó nhớ là nó không có hái nè. Cái anh kia đang dẫn chó đi dạo. Không phải anh. À đúng rồi, cái anh cái này cũng không có. Cái này còn trẻ nè. Đây là những người sống ở trong xóm mình không đó mọi người. Chó đang sủa mình kìa, nó không biết mình đang làm cái gì. Chó nó sủa mà nó lại nó mừng mình. Hello. Ơi ăn cỏ. Chó nó ăn cỏ nè Chi. Má. Hả? Yes. Kế đây ít rồi đúng. Thích không? Không. Chi nó rất là thích đi dạo bên ngoài này cô chú. Chi rất là yêu thiên nhiên luôn. Thích ngắm hoa, ngắm chim gì đó, cây cỏ gì đó. Đi công viên thì Chi rất là thích ngắm vịt, ngỗng nè, bồ câu nè. Rồi chạy tung tăng tìm hoa, tìm cỏ như vậy đó.
Rồi, chị xíu đi. Chị hai đi. Chị đang chờ trốn tìm nha cô chú. Mẹ đang tìm chị nha. Where chị chị con? Con chó nó sủa kìa. When we go home, we can do the animal picture. The ball. I want to do that. I want to go home. Này có cái hoa đẹp quá nè cô chú, cái hoa màu xanh nè. Hoa này của nhà người ta. Con đi té nó nhàn chi, nó chuyên môn nó đi trên cái đường này nè cô chú. Té cái hoa đào nè. Cái hoa đào ở bên này lạnh đó cô, mình thấy rồi, để mình coi cái bông nè, lạnh đó cô chú anh chị, cho nên là bên đây nó nở hoa trễ. Má, hủ mấy hả? Mẹ thấy rồi, đây nè, cái đào này cũng to lắm. Chi đã về tới nhà nè cô chú anh chị. Bây giờ em Chi muốn học cái chữ này nè. Kiếm cây đi. I can see it now. Đúng rồi. Rồi đọc coi. Em M I L K Milk. Milk. Rồi ok, bây giờ mẹ sẽ lật qua đây ha. Rồi chị để chị sắp chữ lại cho mẹ xem. Chung 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 chung. Rồi sắp chữ milk coi. Em ai eo ok, rồi đọc lại nè. Giỏi quá. Em ai eo cây miêu. Đúng rồi, giỏi quá nè, giống nhau nè. Good job. Rồi để qua bên đây, rồi giờ lấy chữ nào nữa. Ok, you want to talk to me about some things. Lấy cái lò nướng cũ ra nè cô chú anh chị, bây giờ mình sẽ gắn cái mới vào. Cái lò nướng này thì xài bằng điện. What happened to the gloves over there, Dave? In there. Put them back in there, yeah? Chỉ cần đẩy vô xong rồi gắm dây điện lên là xài ha cô chú anh chị. Let's think about this a little bit first. Nhưng mà cái lò nướng cũ này nè, không biết hôm bữa nó bị cái gì mà tự nhiên gắm điện vô nó tắt điện hết cái nguồn điện ở nhà luôn. Rồi cái riêu á, cái nướng ở trên á, cái nướng trên thì nó không có sử dụng được nữa, cho nên là mua luôn mọi người.
Cái này cũng giống nhau, nhìn ở ngoài thì giống y chang nhau, nhưng mà cái lò nướng mới này thì ở chính giữa này nè, nó có cái đồng hồ, đồng hồ điện tử đó. Còn cái lò nướng cũ thì nó không có đồng hồ mà có nút vặn luôn đó cô chú anh chị. Cái lúc nãy mà người ta bưng đi thì mình mua tất cả cái mặt màu đen hết, màu đen hết luôn, không có bạc. Nhưng mà cái xong rồi đem tới thì nó bị hư hỏng đó, rồi mình đổi thì người ta đã hết hàng rồi, người ta không còn cái mặt đen nữa, cho nên là đem cái mặt ở trên đó là bằng bạc. Bằng bạc thì nó nhanh dơ hơn mọi người. Bằng bạc thì khi mà mình đụng tay vô thì dễ nhìn thấy dấu vân tay nè, rồi nó sáng đó, cho nên là dễ nhìn thấy dơ. Đen hết thì nó sạch hơn. Nó chạy rồi đó. Cũng tương đối là nhẹ ha cô chú anh chị. Thấy Tony nhấc vô cũng dễ dàng. Người ta có kèm cho mình theo hai cái dĩ này nữa nè cô chú anh chị. Đã gắn cái lò nướng vô xong rồi nè cô chú anh chị, nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa có nấu được ha mọi người. Tại vì mình phải, người ta kêu là tại vì cái lò nướng mới đó, cho nên là có còn cái nhiệt, cái mùi trong cái lò. Bây giờ mình sẽ để cho nó chạy ở 250 độ C một tiếng. Thì sau một tiếng thì mình mới bắt đầu nấu ăn được ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị ơi, tối nay thì Kim sẽ làm cái món cơm chiên tôm trứng. Trước tiên thì Kim cho trứng vào chiên và bầm bầm như vậy nè, cho nó nhuyễn trước xong rồi lấy trứng ra. Tại vì Kim còn có một cái trứng á, cho nên là chỉ chiên có một cái thôi. Mọi người mà có nhiều trứng thì làm 2-3 cái gì đó nó sẽ ngon hơn ha cô chú anh chị. Xong rồi mình dùng lại cái chảo đó, mình cho hành tây và hành lá vào xào cho nó thơm. Xong rồi mình cho tôm vào xào chín ha cô chú anh chị. Xào tôm thì Kim cho một ít hạt nêm, tiêu, một ít nước mắm vào, mình đảo đều, và khi nào tôm chín thì mình cho đậu Hà Lan đã luộc vào hết mà mọi người. Mình trộn đều và cho cơm vào xào, xào cho đến khi cái hạt cơm nó nóng và nó khô á, thì mình cho thêm nước tương và một ít hạt nêm vào, mình trộn đều lên thì mình cho thêm bơ, hành lá và cái trứng lúc nãy vào ha mọi người. Có bơ thì cái hạt cơm của mình nó sẽ bóng đẹp và nó thơm ngon hơn ha cô chú anh chị. Món cơm chiên tôm của mình đã xong rồi đó, xin mời cô chú anh chị nha.